Đây 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 em cầm cho. Hai bên đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta nói lớn lên, giới thiệu về nhau lớn lên để cho đối phương cùng nghe nha. Dạ em tên là Nguyễn Lương Lựu, năm nay em 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn gì? Nguyễn Lương Lựu. Nguyễn Lương Lựu hay Lương Lậu hay là... Lương Lựu là lưu lượng hả em? À Lương Lựu hả? Dạ. Cha cái này nói nhầm mệt nha mẹ. Nguyễn Lương Lậu là mệt lắm nha. Nói chung là tên Lựu đúng không? Trái Lựu á. Trái Lựu đúng không? Dạ. Có con nào tên Đạn cái bên là mệt lắm nha. Chờ để con trai đặt tên Đạn. Ủa mà Lương Lựu ơi, tại sao em lại có một cái tên đặc biệt như vậy? Trái Lựu chắc hồi xưa mẹ thích ăn Lựu. Rồi Lựu làm gì vậy Lựu? Dạ em làm bên thực phẩm. Thực phẩm hả? Dạ. À tức là ăn uống hả? Dạ. Rồi mời đàn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và các khán giả xem đài. Chào em. Dạ em tên là Phan Thị Ngọc Thủy, năm nay 24 tuổi, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ngọc gì em? Ngọc Thủy, nước á. À nước à, Ngọc Thủy. Dạ hiện tại em đang làm công việc tư vấn tài chính chứng khoán á chị. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận Gò Vấp, ở ngã năm Chuồng Chó á chị. À rồi. Lụ ở quận mấy Lụ? Dạ ở quận 12. Quận 12. Quận 12 là ngã năm Chuồng Chó gần lắm á. Dạ em đi giao hàng qua đó hoài. Trời ơi. Lụ ơi. À, dạ. Em làm bên thực phẩm thì cụ thể là làm cái gì hả cưng ha? Dạ em chế biến thực phẩm chị. Chế biến gì? Dạ bên nem chả, da bao, thịt nguội chị. Cái này đó hả? Dạ cái đó. Dạ. Buồn quá. Giò chả. Rồi, nem chả rồi vậy đúng không? Dạ. Thủy sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình nha. Điểm yếu của em á là em cũng xử nữ. Người yêu cũ của chị là xử nữ nên chị hiểu xử nữ lắm. Dạ, cung này điểm soi mói người khác không phải là soi đời tư mà cái soi mà cái cách ăn mặc ngoại hình á. Ừ. Người nào hay lượm thượm mà em cũng không có ấn tượng lắm. Ừ. Nhiều khi em cũng hay bạc phải. Em không có lập trường lắm á. Em có những cái ưu điểm gì? Dạ thì ưu điểm em cũng biết nấu ăn, cũng thích đi du lịch, ăn uống rồi cũng thích đàn tranh, em cũng tập đàn tranh. Ừ, tập đàn tranh. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm của Thủy. Mời bên kia Lựu. Dạ em ưu điểm thì làm gì em cũng làm được. Hồi nhỏ lớn giờ em cũng tự lập. Những cái gì em thích là em đều làm được hết. À, khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là nói được là nói, không sợ người ta buồn. Khi nói khi, tổn thương người khác. Dạ nó tổn thương người khác nhưng mà vẫn biết được cái câu nói của mình nó để cho người ta tổn thương nhưng mà vẫn nói. Ồ. Em biết tao tổn thương mà vẫn dạ, nói. Nhưng mà nói vài ba câu mà nói rồi xong à. Nè. Mai mốt gặp về gặp bà già vợ vô nói trời ơi bà giờ vợ xong nhìn thấy ghê vậy trời. Không ví dụ vậy lỡ em nói không? Dạ không, không mấy cái đó không có chuyện nói xảy ra. Nhưng mà Lựu ơi dạ? Chị góp ý tí xíu nha, nếu em có muốn nói thì hãy nói với các cánh mày râu, đừng nói với phụ nữ. Phụ nữ có thể nói vừa nói cái câu đó ra người ta hiểu rồi nhưng mà về trong lòng người ta tổn thương lắm nha. Dạ dạ em biết rồi, rút kinh nghiệm lắm nha. Rồi rồi mình nói một chút xíu tình duyên đi bên đàn gái. Dạ em cũng có một mối tình 10 năm. 10 năm? Dạ không phải hẳn 10 năm đâu, tại vì có một thời gian mất lạc nữa. Sau đó là kiểu như mình còn thương người ta xong rồi em quay lại á, quay lại mới biết là anh đã có vợ rồi và anh hứa với em là sẽ bỏ vợ á. Là em lúc đó em cũng tuổi trẻ cũng dạy khờ bồng bột cũng yêu quay lại. Dạ thế xong rồi vô tình em cũng nghe được chuyện là anh đó nói với chị khác nữa là tôi ngu sao tôi bỏ vợ á. Thế lúc đó em nghe được em tổn thương, với một phần nữa là em bên gia đình bên đó là cũng có xúc phạm ba mẹ em là gì về dạy dỗ con gái mày nó, nên là em cũng dứt khoát về mối tình luôn. Em quen bạn đó từ lúc em bao nhiêu tuổi? Từ lúc 12 tuổi, kiểu như là cái tuổi trẻ thích nhau mến nhau thôi chị. Chưa từ lúc nhiêu? 12 tuổi hả? 12 tuổi? Dạ. Cái đó chị thích nhau rồi. Thôi chị chưa. Là hai đứa biết nhau, thích dạ, nhau dạ, rồi. Đúng rồi. Cái sai của em ở đây á, là người ta đã có gia đình mà em còn quay trở lại em biết rồi. Mà em vẫn chờ cho người ta bỏ vợ. Cái đó là cái gọi là cái yếu lòng của người phụ nữ, cũng là cái sai lầm của người phụ nữ ha. Dạ bây giờ cũng trưởng thành rồi, suy nghĩ chín chắn hơn xíu ạ. Rồi từ đó tới giờ là bao nhiêu năm rồi em? Cách đây cũng được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi hả? Dạ. Bạn trai? Dạ em có 3 mối tình. Cái mối gần đây nhất là mấy năm? Mối gần đây nhất là 1 năm. 1 năm? Dạ. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay mình bỏ qua tất cả như đó nha. Đúng dạ. Rồi bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng nghĩ tưởng em là cao trên 1m7, đủ che chở em, tại em cũng khá là tròn trung thủy và không lừa dối, có niềm tin tưởng cho mình yêu. Em có yêu cầu gì về ngoại hình không?
chỉ cần gọn gàng và em cũng cần một bạn trai ga lăng tí xíu. Chứ không phải là cái gì con gái cũng chủ động nó không có tốt lắm. Lộ ơi, em muốn tìm một nửa yêu thương của em như thế nào? Dạ, em muốn tìm một bạn nữ là ngoại hình thì cao 1m55 trở lên được rồi, trắng trẻo. Đen không thích hả? Dạ không, em không thích đen. Sao vậy? Đấy. Sao không thích con gái da đen vậy? Dạ, chào chị. Sao em thích con gái thì sao? Khuôn mặt dễ nhìn xíu là được rồi chị, da trắng xinh xinh xíu là được rồi. Có cao lùn mập ốm gì không? Mập được không anh? Cao, mập nhưng mà phải cao, chứ mập mà không cao thì nó thành ra nó tròn vinh. Mập nó lùn mới là ngon chứ. Mới cưng nữa. Tròn tròn thì nó cưng chứ. Tính cách thì sao? Chồng biết quan tâm tới em xíu là được rồi. Thế em quan tâm với người ta sẽ quan tâm lại. Có chứ, em thì nếu mà không yêu thì thôi, với yêu thì em suốt ngày cứ muốn ở bên cạnh người gái đó không à. Em ở trong thành phố Hồ Chí Minh nè. Dạ. Là em sống với ai? Dạ em sống với mẹ. À là mẹ vô đây với em luôn. Dạ. Có mẹ là mẹ lo tròn vo luôn ha. Dạ. Bây giờ lấy vợ về làm dâu đúng không? Em thì chỉ có một mình mẹ thôi. Nếu mà cảm thấy em gái muốn làm dâu thì để cho mẹ ở hôm nay với anh, chứ anh không muốn mẹ đi về quê. Mẹ trong anh có vợ để mẹ về quê, nhưng anh thì muốn mẹ ở hôm nay với anh. Rồi mẹ thì chắc chắn phải ở với con rồi, phải để bắt đó. Mẹ ở đây. Mà mẹ ở đâu? Em ở đâu? Mẹ ở đó. À, quan trọng là bạn gái giữ được không, chứ em không giữ được rồi. Dạ, mẹ không nuôi mình từ nhỏ tới lớn chưa, mình phải nuôi là mẹ chứ. Em chưa có gia đình nhưng mà em muốn là mẹ ở đây mai mốt còn mẹ còn giữ cháu nữa. Trời chứ ơi. Không không ai giữ. Muốn mẹ ở lại thì giữ cháu chung gì chứ á. Bằng mọi giá giữ mẹ ở lại nha. Dạ em chào anh Linh ạ. Chào em gái. Đồng ý thì chừng nào em cho bên đàn trai bước tới? Dạ không biết là bạn trai bên kia ở thành phố Hồ Chí Minh là ở quận nào ạ? Anh ở đường Nguyễn Thủ em. À tại vì em cũng ở quận 12 là ở đường Vườn Lài á, anh biết không? Tên đường anh có thể đi qua nhưng mà anh không nhớ tên đường. Chỗ ngay Bến Phà, Phú Đông. Biết em. Dạ em ở gần đó đó. Mai cứ đặt chả nó vào tới, đặt chả nó vào tới. Em thích ăn chả là 1 phút 3 giây có luôn. Bên đây cũng rất là chân tình, thật thà, cũng hơi nhút nhát chút xíu. Bên đàn gái dễ thương, mũm mĩm chút xíu. Dạ. Trời ơi, nhìn mặt ta đẹp đẽ xinh xắn, xinh xắn có ơi. Hậu. Nè em, dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, kiểu tính nói nhiều là tính gia trưởng, em sợ điều đó nhất. Bên đây không có gia trưởng nổi, bên đây cũng hiền lắm. Nếu mà về làm dâu á, được không? Dạ được, tại vì em cũng thích chăm sóc người lớn á. Vậy là tốt rồi đó. Bạn gái đồng ý làm dâu luôn, nhớ dạ, giữ mẹ là dạ, nha. Thì em nhớ có câu gì hay hay để mẹ ở với anh nha em. Nói câu gì thì hay hay để mẹ ở với mình đó. Được ghê ha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi coi sao. Dạ. Hôm nay em tới đây với ai hả em? À dạ hôm nay em đi với ba em. À có ba luôn hả? Con chào chú. Dạ con xin chào ba của Thủy. Chào chú. Chào Linh. Chú nhìn rể tương lai này thấy được không? Cũng thấy nó hiền hậu. Theo cái giác quan của cha mẹ đó, mình nhìn có hai đứa trẻ nó hợp nhau không? Thấy hai đứa tụi nó cũng có hợp rồi đó. Ăn thua cái duyên nợ tụi nó thôi. Nói gì với chú đi. Dạ con cảm ơn chú. Hai đứa mà thích hợp thì đến nhau còn sớm một tốt. Chứ con cũng ở đây một mình. Với mẹ thì không cần một người phụ nữ trong gia đình. À, thôi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Cha vợ tương lai với rể tương lai hiền quá. Hiền quá. Nói ít nữa ha. Vậy chắc chắn hôm nay là Lụ sẽ đi với lại mẹ rồi. Dạ, ăn chào cô. Dạ, chào cô ạ. Chào hai cháu. Dạ. Chào cháu Thủy. Dạ, chào cô ạ. Thấy cháu cũng hợp ý, ưng, thích. Cô cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 60 tuổi rồi. Nhưng mà cũng chăm cho con có vợ để cho mình còn khỏe, lo cho nó trọn vẹn hơn. Còn hơn nữa là mong cháu Thủy và Lựu cho nhau một cơ hội để dạ. cho cô mừng nghe. Dạ. Sẵn dạ. đây cô nói với đàn gái gì vài câu đi cô. Chào anh chị bên đàn gái. Chào chị. Anh chị cũng cố gắng để động viên và xây đắp cho con mình, vun tém cho con mình để mau có cháu ổng bồng nghe anh. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cảm ơn cả hai bên gia đình. Mở rào. Bắt đầu đi Lụ. Anh chào em, anh tặng em. Đây là chính tay anh làm. Dạ. Cái này cũng chính tay anh làm luôn. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ủa hai cái đó em làm luôn hả Lụ? Dạ em làm hết luôn. Cái dâu này cũng em làm luôn hả? Dạ dâu mới làm luôn sáng luôn. Đó là món quà của Lụ. Còn đây là món quà của Thủy. Ngồi đi Lụ, trời ngồi thưởng thức nè. Dạ cái này em cũng bỏ lâu rồi nên là em tập nhiều khi cũng nghiệp dư á, nên là mong mọi người nghe đừng có chơi em nha.
Em sẽ đàn bà đàn thần thoại á, rất là thân thuộc với mọi người. Mình mẽ lên em đàn, em rung quá à. Giờ nó cống tay rồi. Cái đàn này anh rất là trân trọng, bởi vì ngày xưa bà nội anh là nghệ nhân đàn này. Gia đình anh chơi rất nhiều đàn này. Chơi đàn này nó rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà nữ chơi đó thì nó tôn vinh lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ nữa. Đặc biệt cái bàn tay, cái tay đẹp lắm. Nào hôm giờ rung quá chơi không được đâu. Em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người. Không sao đâu, cảm nhận với nhau em đi. Cảm nhận anh ra sao? Dạ anh đẹp trai. Đẹp trai. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Hồi nãy em nghe nói làm bên cái gì, thực phẩm gì đúng không anh? Nghe em trả gì đó. Là anh làm bên là khâu giao hàng shipper không? Anh làm tại nhà, anh giao hàng, nói chung anh giao đại lý. Em làm trả luôn hả? Dạ. Đây, 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 có sẵn đây. Mời chị Thư xin mời mọi đi. Người. Đó, mời bên đàn gái coi sao. Mời đàn gái đi cưng. Cái này anh chính tên làm. Dạ em cảm ơn anh nè. Mời chị. Chị đang đợi luôn á cưng. Thiệt. Chị đợi nãy giờ nó không mời, mời nó hết không? Có tương ớt không? Dạ không. Có tương ớt tôi ăn miếng, không có tương ớt tôi ăn hết. Ngon quá. Rồi, hai đứa nhỏ tự nhiên đi, nói chuyện với mấy đứa. Em làm công việc em từ mấy giờ mấy giờ? Dạ em làm công việc em là từ 8 rưỡi sáng tới 6 giờ tối. Còn nhiều lúc mà có khách hàng cũng tầm 7-8 giờ về. Nếu mà mình cho nhau một cơ hội em có thể đi tập gym với anh không? Em biết em hơi tròn á, tại vì cái câu chuyện giảm cân này em giảm chắc cũng được mấy năm rồi đó. Mà nó vẫn vậy. Cố gắng có anh sẽ làm cho em được những gì em muốn. Mà vô nhà làm chả, làm nem gì sao mà giảm được. Chả nó ngon thiệt á. Dạ không biết anh thấy em như thế nào. Thấy em cũng dễ thương, mập mỉm. Hơi tròn người, em cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 62. Anh cao mét gần mét 7. Dạ. Vậy là anh ở chỗ nào Nguyễn Anh Thủ? Ngay chỗ Tô Ký với Nguyễn Anh Thủ á. Chỗ công viên phần mềm Văn Chu mày đúng không anh? Đúng rồi, gần đó đó. Tại em cũng ở quận 12 mà ít lên đó nữa. Hai đứa ơi, hai đứa, cái khúc mà đường á. Mai mốt mình về mình nhắn tin mình nói sao. Chứ trên này chương trình thời lượng có hạn. Bây giờ mình nói sâu vô tí xíu nè. Không nói đi, nói tới sáng cũng ra đâu, nói đi. Dạ thì suy nghĩ của em hơi lạc hậu tí xíu á. Em muốn dự đến kết hôn á. Anh có suy nghĩ như vậy không? Tức là quan điểm của bạn như thế này. Sẽ có những cái câu chuyện là yêu nhau, cho nhau trước hôn nhân. Tức là ăn cơm trước kẽn đó. Nhưng mà đối với lại Thủy thì không. Phải giữ tới ngày kết hôn. À, thì cái quan điểm của bạn như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tùy theo em thôi, chứ anh cũng đâu có bắt buộc. Đó là những gì em quyết định. Chứ anh cũng không có quyền quyết định về cái chuyện đó của em. Dạ em cảm ơn anh. Tại vì tuổi trẻ bây giờ họ hay kiểu như cái chuyện trước thôi để cho tìm hiểu nhau hơn. Nói khi nắm tay nhau là cũng chán á. Tại sao mà nắm tay là chán? Em phải tạo ra được một cái gì đó để cho hai đứa yêu nhau. Hay là cái sự mà thu hút. Chứ cái này em cứ sợ nắm tay nhau lâu thì chán thì làm sao mà được. Dạ, thành rồi. Ra nó mất cái sự thu hút của hai nam nữ. Xin lỗi hai đứa. Chị giải quyết chuyện này bộ xíu. Ừ, hai đứa đợi chị xíu. Anh thồn hết cái dĩa ra thôi anh Linh. Anh quay qua anh coi con bé kìa, nó cắn một miếng rồi nó chừa lại. Anh nghĩ làm sao một cái dĩa đầy dung mà anh vô anh ăn cho hết rồi đừng hỏi nó xỏ mài. Áo dài anh nhặt mà không vô. Ngon quá. Cầm nãy giờ cũng ngại con, đưa đây chị cất cho. Anh ăn luôn không? Nói nữa đi hai đứa. Này đứa nào cắn rồi vậy? Nãy bé anh cắn nó ngại thấy không? Người ta con gái người ta cắn một xíu người ta bỏ lại. Đừng nói đừng ăn luôn đi. Bỏ uổng. À, rồi hai đứa nói tiếp đi, hai đứa nói chị xin lỗi. Ừ, em làm tiếp đi. Gia đình chị xong rồi. Mới nãy em nói là anh tại anh không nghe rõ mới đầu em nói em là tuổi gì vậy? Dạ em 24 tuổi anh. Em tuổi con gì á? Dạ tuổi con hợi. À, con hợi hả? Em tuổi con gì? Dạ em tuổi thân. Dần thân tỵ hợi tân xung. Về để thêm tí với dần nữa. Người ta thường nói tam hạp là hạp đúng không? Chưa chắc. Nhưng tứ xung mới thành hạp đó. Cái này chị nghiêm túc. Vậy là anh quan trọng tuổi tác hả?
Anh làm ăn hay là đối xử tuổi tác mà có duyên thì gặp thôi. Xem cười. Em hợp tuổi gì? Em thì hợp tuổi Thân, chuột. Tuổi em là đó. Vậy là em 92 đúng không? Dạ. Cái tuổi nó không quan trọng, cái mạng cũng không quan trọng. Quan trọng về đưa ra hai vợ chồng chấm tử vi ra can chi như thế nào thì cái đó mới quan trọng. Và quan trọng là tính cách, em hiểu không? Thật sự nha, đối với chị, từ nãy tới giờ khi chị tiếp xúc với bé Thủy thì bé rất là chân thành, nhỏ nhẹ. Và quan trọng hơn, năm 95 bà vẫn còn cái tư tưởng là gìn giữ tới ngày cưới. Kiếm vậy không ra đâu cưng. Cái vấn đề này em nói ra bị tụi bạn chửi hoài. Gì mà sao mày hai mấy tuổi mày như tám mấy tuổi vậy? Nãy giờ tới đâu rồi tôi lo ăn chả tôi chưa biết nè. Thì anh coi nhàn trai rằng anh mà nhà trai bên anh cái kìa. Sự mà quen nhau mà không có sự tìm hiểu hay là không có sự mà tay chân hay là nói chung là mình yêu nhau nam nữ thì bắt buộc phải có cái Thì nó ở đây yêu nhau nắm tay nắm chân hôn hít ôm ấp là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng cái chuyện lớn hơn cái chuyện bình thường đó là cái chuyện khác thì không, cái chuyện đó phải chừa cho đêm hôn nhân đó. Là ý của Thủy. Anh hỏi thiệt em nha, em có một chút tình cảm rung động gì với cô gái ngồi đối diện không? Dạ có. Em có gì nói anh không? Em cũng muốn tìm trai có quê để em ra ngoài đó, kiểu như tại em ở thành phố Hồ Chí Minh nó không biết quê là gì nên em muốn tìm một bạn có quê để em cần ở đâu em tìm ở đâu, thì nếu em thích thì bạn trai đó có thể dẫn em đi khắp nơi được mà. Dạ. Em muốn nói gì điều gì với bạn gái không? Quan điểm của anh với em, anh thấy nó không có trùng hợp nhau hay là hai đứa nó cũng hơi bị khác biệt một chút xíu. Quan điểm của anh thì chỉ cần mình muốn là anh sẽ làm. Nếu anh thích, cho dù có ai cản anh nữa, anh vẫn muốn làm được điều đó. Dạ đúng rồi, tính em cũng vậy mà. Tại tính em cũng hơi háo thắng, em thích cái gì em phải làm cho được. Ví dụ như một món ăn á, là em thích em là ngày nào cũng ăn, ăn nào ngán thôi anh. Vậy thì em ăn ngày nào cũng ngán, em mới hơi tròn nhìn xíu. Dạ. Trời ơi, ông con trai nói chuyện có duyên ghê. Rồi, thôi được rồi. Để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Hãy kiểm tra lại con tim của mình. 3, 2, 1. 1. Hết thời gian. Cảm ơn em. Dạ. Tuyệt vời. Cứ nghĩ sao mình làm đi trang vậy. Bạn nam cũng muốn nói điều gì với bạn nữ, nói đi bạn. Tại sao bạn lại không bấm? Tại vì anh thấy hai đứa mình nó cũng không có hợp nhau gì cho mấy. Bởi vì trong tim anh nó chưa có thể rung động với em được. Nên anh xin lỗi. Dạ không sao. Không sao. Nói chung là mình đừng có cảm giác về tuổi tác, mình hãy cảm giác con người với nhau. Trong em không có cảm xúc đúng không? Dạ. Trong tuổi tác thì em cũng không quan trọng. Ok. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc cho em sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha Lụ nha. Cảm ơn anh Linh. Rồi, chúc cho em gái sớm tìm nửa yêu thương của mình nha.